Xin chào quý vị bạn. Hôm nay điện máy Song Anh sẽ giới thiệu cho quý vị bạn cái chiếc máy gọi là máy nén khí. Có dung tích là 25 lít. Có mã của máy là mã máy là NA252. Đây là một số cái thông số của máy. Đấy, các bạn có thể nhìn gần lại nhé. Chúng ta có modem này. Đây, nó sử dụng motor 2.5 HP, điện 220V và 2850 vòng trên phút. Cái lưu lượng của nó là 150 lít trên phút. Áp suất là 83. Đó. Và đây như chúng ta nhìn thấy là bình 25 lít. Ở máy tháo ra thì nó chưa được lắp sẵn bánh xe và một cái nút cao su ở dưới này để chúng ta chống rung và di chuyển nó dễ. Cộng với cả cái phần lọc, bộ phận lọc gió và bộ phận dầu này nữa, nắp dầu này nữa. Đấy. Thì đây là cái máy nén khí mà có dầu. Ngoài ra thì cái dòng nén khí này nó còn lại dòng không dầu nữa. Nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn cái máy dầu khí dòng đầu dầu của nó. Thì về cái kết cấu bên ngoài thì nhìn nó cũng đơn giản. Khá là đơn giản. Đây là chúng ta có hãng của nó là hãng Nagaki. Cũng rất là nhiều hãng nữa. Đây, chúng tôi review với quý vị là cái Nagaki này. Ở đây, bề ngoài thì thực ra nó cũng giống những cái mẫu nén khí khác thôi. Nó có một số cái bộ phận. Cái bộ phận nén và motor này. Chúng ta có bộ phận cái dơ le này. Dơ le và công tắc này. Chúng ta có đồng hồ đo. Bộ phận dơ le tự ngắt của nó. Đây chúng ta, ngoài ra chúng ta ở bên này chúng ta cũng có một cái van tay. Van xả tay và cũng như là cái van an toàn của nó. Khi mà giả sử cái dơ le điện của chúng ta nó có vấn đề thì cái van tay áp suất nó đến vạch đỏ đồng hồ thì van tay nó sẽ tự nảy ra nếu trong trường hợp mà van điện có vấn đề. Còn nếu bình thường van điện nó hoạt động bình thường thì cái đấy nó chỉ có tác dụng là xả thôi đó. Đây toàn bộ máy của chúng ta đây. Trong máy hiện tại thì nó đang không có hơi. Thì cái trọng lượng không hơi này của nó là khoảng 24 cân. Cũng nhẹ. Nó thích hợp cho mọi người là có thể di chuyển dễ dàng hơn này. Còn nếu mà khách hàng nào mà nhu cầu làm sử dụng cái quán rửa xe thì có thể dùng cái bình to hơn, chúng tôi đều có hết đó. Lưu ý là đây, trước khi dùng chúng ta để cái đầu dầu này của chúng ta nhá, chúng ta nhớ phải đổ dầu vào, dầu nhớt bôi trơn muốn thì đó. Đây chúng ta có một cái mắt dầu này đó. Chúng tôi đã test thử thì có cắm điện vào cái này thì nó rơi vào tầm 1 phút rưỡi. Thì máy từ không có hơi nó sẽ nén được đầy. Nó sẽ nén được đầy cái bình này. Đó. Rồi các bạn thế và sau đây tôi sẽ cắm thử cho quý vị và các bạn nghe tiếng cũng như là xem cái thời gian bơm đầy của nó. Nhá. Đây các bạn có thể nhìn cái đồng hồ này. Thì ở video chúng tôi có thể sẽ tua nhanh cái đoạn này. Nhưng mà nó rơi vào tầm 1 phút 30, 1 phút 32 thôi. Đó. Đây đầu tiên máy vẫn đang ở tư thế tắt. Tắt là chúng ta dí xuống, còn mở chúng ta kéo lên nhá. Đây là tắt nhá. Đây làm thử tắt này. Và bây giờ chúng ta sẽ mở lên và máy sẽ hoạt động, nó sẽ bơm đầy lên. Thank you.
Rồi ok. Đây các bạn có nhìn thấy ở giữa đồng hồ, ở trong đồng hồ chúng ta này, nó lên được rơi vào tầm khoảng hơn 73 lực nén. Còn tối đa của nó là 83. Còn đây chúng ta có thể nhìn vậy. Nhìn cái đồng hồ này, bên trong của nó là đo bằng 3 nhé. Đó. Rồi. Rồi tôi sẽ thử tôi xả. Và đặc biệt là ở cái này thì nó rơi vào tầm khoảng dưới 63. Dưới 63. Khoảng 53 là máy nó sẽ tự động bơm lại. Đó, đây tôi sau đây tôi sẽ xả và máy nó sẽ tự động hoạt động lại. Đó. Đây là tổng quan cái máy này. Các bạn có thể nhìn chi tiết cái máy luôn này, nhìn rất là đẹp. Đây. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy này. Nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Các bạn có thể nhìn rõ hơn này. Chúng ta có đấy, tổng thể của máy thì nói chung là rất là đẹp. Rồi quên mất là tôi chưa giới thiệu thêm, nó là ở máy lúc đi kèm mở ra thì nó có một điều kiện là nó chưa lắp, thì các bạn có thể lắp theo. Một là cái này, hai là chúng ta có cái lọc gió, và ba là hai cái bánh xe và một cái dây chân. Ngoài ra chúng ta có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng, đây là cái túi đựng một vài cái phụ kiện đấy. Đấy, quên lúc nãy chưa nói. Đấy, ngoài ra nó chỉ có thế thôi. Và dây điện này. Rồi, ok, tôi vừa giới thiệu cho các bạn xem và cũng thử các bạn về cái máy nén khí Nagaki mã là NA252 này. Thì các bạn có cần biết thông tin chi tiết gì về cái máy này thì các bạn có thể liên hệ theo cái số điện thoại hiện trên màn hình, hoặc là có thể truy cập vào website cũng như là fanpage của Điện Máy Thông Anh. Ngoài ra thì cái máy này của chúng ta là chúng tôi là sử dụng cái motor 100% dây đồng và bảo hành 6 tháng cả máy. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình nhìn theo xem nào. Xin chào.